Trung tâm Trọng tài Thương mại miền Trung MCAC có mục tiêu là trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của giới kinh doanh trong và ngoài nước để giải quyết các tranh chấp kinh doanh thương mại phát sinh tại khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung. Ngoài trụ sở tại Đà Nẵng, MCAC còn có hệ thống chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam với mục đích đáp ứng tính thuận tiện của khách hàng nhanh nhất như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh. MCAC có chức năng tổ chức điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài quy chế và hỗ trợ các trọng tài viên liên quan đến các công việc hành chính, văn phòng cũng như các trợ giúp khác trong quá trình giải quyết vụ việc theo tố tụng trọng tài. Bên cạnh quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, MCAC còn có chức năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đội ngũ trọng tài viên và hòa giải viên của MCAC là các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên luật, các luật sư, quản lý và chuyên gia trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế. Tất cả đều có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, uy tín và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc.